Là phải có cái cắt laser Phoenix Eco. Ai đang bán là 17,5 triệu. Thân trụ này của mình á là 15 cm nha anh em. Làm cái này hết tiền luôn anh em. Không còn lợi nhuận nữa, tặng mỗi càng sắt chứ. Phoenix Eco là tặng càng sắt nha. Rồi hello anh em nha. Sáng nay mình đang chuẩn bị xuất một cái máy Phoenix Eco nha anh em. Thì cũng có một số đơn vị nha. Có cái này là cái nói vui thôi. Thì không biết như thế nào nhưng mà có những khách hàng của mình mua cái cối này về nói anh Hải ơi em mua cái cối bên anh mà sao về đánh kỳ vậy. Mình nói kỳ là sao anh, quay giùm em cái cối thì coi mua của bạn nào, nhiều khi có phải mua của bên Phoenix hay không. Thì y như rằng anh em, không phải hàng Phoenix nha, anh em phải chú ý nè. Thứ nhất của hàng Phoenix của bên mình á là phải có cái cắt laser Phoenix Eco. Ngoài ra Quân đưa cho anh cái tủ điện lên đây, Quân anh review cái tủ điện cho anh em trên kênh xem đây anh em. Đó thì cái cối của Phoenix phải khắc laser anh em, khắc laser Phoenix nha. Ngoài ra có một số đặc điểm nhận dạng ở trong tủ này nữa. Thì nó sẽ có tâm mơ cối nè, tâm mơ càng nè, nút nhấn nè, khởi động nè. Nó phải có đủ như vậy ha. Và một điều quan trọng thôi, người ta nhái được nhưng mà người ta sẽ không nhái được những như sau anh em. Hãy chỉ cho anh em nha. Có thể là người ta có thể bắn cái mạc Phoenix Eco được nhưng mà người ta sẽ không làm được cái này. Cái thân trụ nè anh em, làm cái này hết tiền luôn anh em. Không còn lợi nhuận nữa. Đó, thân trụ nha, rất là to nha anh em. Đưa cho anh cái thước luôn Quân ơi. Cái thân trụ này của mình á là 15 cm nha anh em. Đó, dày là tới 4-5 ly. Đó, rất là dày. Ngoài ra thì khi mua một cái cối này, giá của nó, cái này là thùng inox 304 nè. Đó, thì cái cối này á sẽ đi một càng nè, cộng tặng một càng cho anh em nữa. Lỡ 10 giờ đêm mà anh em có vấn đề gì là xử lý không kịp. Đây, đo cho anh em xem nha, cái thùng cối của nó nè. Đó, những cái đặc điểm nhận dạng này anh em phải coi nè, 550 nha anh em. 550 nè, đó trên kênh nè anh em thấy nè, 550 nè. Ok, được rồi Quân ơi, anh có rồi. Đây nè, cái điều này là anh em phải luôn luôn nhớ nè, anh em thấy không? Cái trụ của mình nè, anh em thấy nè, 15,5 nè. Thì cái nghĩa là cái inox của bên mình, cái thân của nó là 15. Thì anh em, nếu mà anh em cứ mua cái cối Phoenix nha, mua cối Phoenix, anh em chỉ cần đặc điểm nhận dạng đơn giản thôi, không cần dấu hiệu gì. Anh em cứ đo cái cột trụ coi có phải 15 không? Tại vì sao? Nếu mà người ta làm cho anh em mà chắc chắn dày dặn như vậy á, mà người ta bán với giá hiện tại Hải đang bán là 17,5 triệu. Motor thì motor mới anh em. Đó, xét ngơ to 3 ngựa luôn nha. Cối 8kg bên mình là motor 3 ngựa. Thì hầu như khó có lời anh em. Tặng mỗi càng sắt chứ. Phoenix Eco là tặng càng sắt nha. Đó. Nhớ nốt trong cái video để anh em biết được tặng một cái càng sắt nha anh em. Đó. Thì một cái máy vậy đi với lại hai cái bộ này. Nó có một cái bộ điều khiển rõ ràng ha. Đó, nên là chuẩn bị đó, vệ sinh con này, xuất máy đi luôn. Hàng lẻ cũng bán nha anh em. Anh em mà mua cái máy Phoenix Eco 8kg này, bên mình miễn phí vận chuyển quanh Sài Gòn 25 cây nha anh em. Đó, anh em cứ lên liên hệ cái số hotline hạ đây trên màn hình, có một số nhân viên của bên mình. Họ sẽ hỗ trợ anh em làm phiếu, hỗ trợ giao tận nơi, bán kính 25 cây số cho anh em luôn ha. Mình sẽ có thời gian này mình sẽ review chi tiết luôn. Dòng nào là bánh bao nè, dòng nào bánh mì nè, dòng nào chả cá nè, cho anh em xem anh em hiểu ha. Có một số anh em là không có phân biệt được, tưởng cối nào giống như cối nào nha anh em. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đó, like, subscribe cho Hải, có động lực làm những cái vlog tiếp theo cho anh em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.
Rồi hello anh em nha. Sáng nay mình đang chuẩn bị xuất một cái máy Phonix Echo nha anh em. Thì cũng có một số đơn vị nha, có cái này là cái nói vui thôi. Thì không biết như thế nào nhưng mà có những khách hàng của mình mua cái cối này về nói anh Hải ơi em mua cái cối bên anh mà sao về đánh kỳ vậy. Mình nói kỳ là sao anh? Quay giùm em cái cối thì coi mua của bạn nào. Nhiều khi có phải mua của bên Phonix hay không? Thì y như rằng anh em, không phải hàng Phonix nha, anh em phải chú ý nè. Thứ nhất của hàng Phonix của bên mình á là phải có cái cắt laser Phonix Echo. Ngoài ra Quân đưa cho anh cái tủ điện lên đây, Quân anh review cái tủ điện cho anh em trên kênh xem. Đây anh em. Đó thì cái cối của Phonix phải cắt laser anh em, cắt laser Phonix nha. Ngoài ra có một số đặc điểm nhận dạng ở trong tủ này nữa. Thì nó sẽ có tâm mơ cối nè, tâm mơ càng nè, nút nhấn nè, khởi động nè. Nó phải có đủ như vậy ha. Và một điều quan trọng thôi, người ta nhái được nhưng mà người ta sẽ không nhái được những như sau anh em. Hãy chỉ cho anh em nha. Có thể là người ta có thể bắn cái mạc Phonix Echo được nhưng mà người ta sẽ không làm được cái này. Cái thân trụ nè anh em, làm cái này hết tiền luôn anh em, không còn lợi nhuận nữa. Đó thân trụ nè, rất là to nha anh em. Đưa cho anh cái thước luôn Quân ơi. Cái thân trụ này của mình á là 15cm nha anh em. Đó, dày là tới 4-5 ly. Đó, rất là dày. Ngoài ra thì khi mua một cái cối này, giá của nó, cái này là thùng inox 304 nè. Đó thì cái cối này á sẽ đi một càng này, cộng tặng một càng cho anh em nữa. Lỡ 10 giờ đêm mà anh em có vấn đề gì là xử lý không kịp. Đây đo cho anh em xem nha, cái thùng cối của nó nè. Đó, những cái đặc điểm nhận dạng này anh em phải coi nè, 550 nha anh em. 550 nè, đó trên kênh nè anh em thấy nè, 550 nè. Ok, được rồi Quân ơi, anh có rồi. Đây nè, cái điều này là anh em phải luôn luôn nhớ nè, anh em thấy không? Cái trụ của mình nè, anh em thấy nè, 15,5 nè. Thì cái nghĩa là cái inox của bên mình, cái thân của nó là 15. Thì anh em, nếu mà anh em cứ mua cái cối Phonix nha, mua cối Phonix, anh em chỉ cần đặc điểm nhận dạng đơn giản thôi, không cần dấu hiệu gì. Anh em cứ đo cái cột trụ coi có phải 15 không? Tại vì sao? Nếu mà người ta làm cho anh em mà chắc chắn dày dặn như vậy á, mà người ta bán với giá hiện tại Hải đang bán là 17,5 triệu. Motor thì motor mới anh em, nó xét ngơ to 3 ngựa luôn nha. Cối 8kg bên mình là motor 3 ngựa. Thì hầu như khó có lời anh em, tặng mỗi càng sắt chứ. Phonix Echo là tặng càng sắt nha. Đó. Nhớ nốt trong cái video để anh em biết được tặng một cái càng sắt nha anh em. Đó. Thì một cái máy vậy đi với lại hai cái bộ này. Nó có một cái bộ điều khiển rõ ràng ha. Đó nên là chuẩn bị đó, vệ sinh con này, xuất máy đi luôn. Hàng lẻ cũng bán nha anh em. Anh em mà mua cái máy Phonix Echo 8kg này, bên mình miễn phí vận chuyển quanh Sài Gòn 25 cây nha anh em. Đó, anh em cứ lên liên hệ cái số hotline hải đây trên màn hình, có một số nhân viên của bên mình họ sẽ hỗ trợ anh em làm phiếu, hỗ trợ giao tận nơi, bán kính 25 cây số cho anh em luôn ha. Mình sẽ có thời gian này mình sẽ review chi tiết luôn, dòng nào là bánh bao nè, dòng nào bánh mì nè, dòng nào chả cá nè, cho anh em xem anh em hiểu ha. Có một số anh em là không có phân biệt được, tưởng cối nào giống như cối nào nha anh em. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đó, like subscribe cho Hải có động lực làm những cái vlog tiếp theo cho anh em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.